Thưa quý vị, cả nước đã bước vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Năm nay có hai địa phương thông báo chính thức sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng sự kiện ý nghĩa lịch sử quan trọng thiêng liêng này là thành phố Hồ Chí Minh và Bình Thuận. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa tại hai địa điểm là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức và công viên văn hóa Đầm Sen, phường 3, quận 11. Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2 tháng 9 năm 2024. Còn tại tỉnh Bình Thuận thì sẽ bắn một điểm ở khu vực quảng trường biển Nova World, Phan Thiết, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết lúc 21 giờ vào ngày 2 tháng 9 năm 2024.